Trong việc điều trị bệnh sốt xuất huyết thì tình trạng sốc là rất nguy hiểm. Mới đây các bác sĩ bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một trường hợp tưởng như là bệnh nhân nguy kịch vì ngộ độc sau khi mà uống tới 40 viên paracetamol. Nhưng khi cấp cứu thì các bác sĩ bất ngờ phát hiện người phụ nữ bị sốc sốt xuất huyết nặng. Bệnh nhân 35 tuổi vào viện trong tình trạng nôn ói có lẫn máu. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện 5 ngày, bệnh nhân đau bụng âm ỉ kèm theo buồn nôn, đau mỏi cơ và sốt liên tục. Người nhà chia sẻ bệnh nhân đã tự uống 40 viên paracetamol và có dấu hiệu trầm cảm. Khi thấy bệnh nhân suy gan và khai uống tới 40 viên paracetamol, ban đầu ekip điều trị chẩn đoán là ngộ độc thuốc. Tuy nhiên có nhiều triệu chứng không giải thích được và dù xét nghiệm kháng nguyên dengue NS1 âm tính, các bác sĩ vẫn tiến hành các cận lâm sàng khác để tìm kiếm và nhờ vậy đã phát hiện bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân đã ở giai đoạn sốc sốt xuất huyết. Nhờ phát hiện kịp thời và truyền máu bù dịch theo đúng phác đồ thì bệnh nhân đã nhanh chóng được cải thiện. Cảng biển phát triển kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực cho ngành này. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy là thị trường lao động chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu. Để tạo ra những bứt phá mạnh mẽ thì việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cảng biển, logistics đang được rất nhiều địa phương có lợi thế ven biển tập trung đẩy mạnh để tận dụng được hết tiềm năng và thế mạnh sẵn có. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giai đoạn 2019-2021, các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển, logistics cần 11.000 lao động. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo chỉ đáp ứng khoảng 5.000 lao động. Mặt khác, lượng lao động trong lĩnh vực cảng biển, logistics tại Bà Rịa, Vũng Tàu đã qua đào tạo chính quy mới chỉ xấp xỉ 10% và phần lớn chưa được đào tạo chuyên sâu, còn thiếu và yếu các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Theo báo cáo của Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngành logistics Việt Nam đến năm 2030 là 200.000 lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các trường đại học của Việt Nam mới đáp ứng được 10% nhân lực. Với cái sự phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi cũng hy vọng là các cái cơ sở đào tạo, các trường đại học lớn, các cái trường cao đẳng dạy nghề cũng sẽ tiếp tục duy trì cái việc đào tạo các ngành nghề có liên quan và cung cấp một cái lực lượng lao động mà có đầy đủ năng lực, có tính cạnh tranh cao để đáp ứng cái việc phát triển trong thời gian tới của địa phương. Bà Rịa Vũng Tàu đang có 50 cảng biển hoạt động và khoảng 69 cảng đã được quy hoạch. Số lao động phục vụ cho một doanh nghiệp cảng biển dao động từ 300 đến 1.000 người. Như vậy, nếu 69 dự án cảng đi vào hoạt động, nhân lực chuyên ngành lên tới hơn 20.000, chưa kể lực lượng trong chuỗi dịch vụ logistics, hậu cần sau cảng. Trước thực trạng nguồn nhân lực không bắt kịp sự phát triển của cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang có nhiều giải pháp nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều hội thảo góp ý về việc phát triển cảng biển, phát triển nguồn nhân lực cảng biển, logistics đã được tổ chức. Nhà trường sẽ xây dựng chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và trong quá trình đào tạo sẽ kết nối để doanh nghiệp trở thành một bộ phận song hành cùng với trường để đào tạo cho các em về mặt kỹ năng. Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ phối hợp với các ngành xây dựng cái chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực logistics có chất lượng, xây dựng và thực hiện cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên đang theo học một số ngành nghề lĩnh vực mà tỉnh đang có nhu cầu lao động, trong đó có nhóm lao động ngành nghề là logistics. Nhu cầu nhân lực đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đầu tư vào lĩnh vực cảng biển, logistics. Việc xây dựng các chính sách, kế hoạch về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện để mỗi địa phương nâng cao giá trị, thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn lực phục vụ cho lĩnh vực kinh tế mũi nhọn này. Thưa quý vị, Đồng Nai có một vùng đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar Bầu Xấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên của huyện Tân Phú. Nơi đây thì có giá trị cao về đa dạng sinh học, môi trường, cảnh quan và du lịch. Cũng như nhiều khu vực có đa dạng sinh học khác thì Bầu Xấu đang đối mặt với thách thức về tài nguyên và môi trường. Nằm trong vườn quốc gia Cát Tiên, khu Ramsar Bầu Xấu có 4 giá trị cơ bản là sinh thái, môi trường và đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, kinh tế xã hội, cảnh quan, giáo dục, du lịch. Trong đó, giá trị lớn nhất là sinh thái, môi trường và đa dạng sinh học vì là hồ nội địa tiếp giáp với rừng tự nhiên.
Bầu Xấu nằm trong khu vực lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới nên ít bị tác động bởi các yếu tố bất lợi của thời tiết, môi trường, con người nên số lượng loài, cá thể từng loài ngày một tăng. Mặc dù vậy, vùng đất ngập nước duy nhất ở Đồng Nai đang đối mặt với nhiều thách thức, đó là các trường hợp xâm phạm trái phép tài nguyên rừng như khai thác gỗ, đánh bắt cá, bẫy chim và động vật rừng. Sự xâm nhập của các loài ngoại lai như cây mai dương, cỏ chấp làm thu hẹp môi trường sống của các loài dưới nước. Xử lý cây này tốn kém, mất nhiều thời gian mà không triệt đề. Vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nước thải chưa qua xử lý, tác động trực tiếp đến môi trường sống các loài thủy sinh, nước uống các loài động vật hoang dã. Đất ngập nước thì nó là một cái, có thể nói rằng một cái thực thể tự nhiên rất đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất ấy là nó phải có đất và nước. Và chính cái yếu tố đất và nước này nó duy trì cái bản chất của đất ngập nước. Cho nên trong quá trình khai thác sử dụng ấy là chúng ta phải giữ được số lượng, chất lượng của hai cái hợp phần đất và nước trong một vùng đất ngập nước cụ thể, bất kỳ nó là đất ngập nước nào. Và nếu chúng ta giữ được đấy thì nó sẽ xuất hiện cái hợp phần thứ ba, đó là các cái thế giới sinh vật, các cái khu hệ động thực vật ở trên đó. Và cái đó phát triển rồi thì nó sẽ kéo theo là nó sẽ duy trì cho chúng ta cái nguồn sinh kế của người dân địa phương. Bầu Xấu là khu vực ít bị tác động bởi con người, nhưng cũng là điểm nóng đa dạng sinh học với nhiều loài. Với sự phát triển nhanh về kinh tế và dân số, khai thác thủy điện và cát đã ít nhiều tác động đến hệ sinh thái của cả khu vực. Ngoài ra, vấn đề kêu gọi cộng đồng tham gia, bảo vệ và hưởng thụ tài nguyên của vùng đất ngập nước này chưa thực sự hiệu quả. Chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh Đồng Nai thì ngoài cái việc mà mình quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đa dạng sinh học thì mình phải khai thác hiệu quả ở cái tài nguyên đó, thì là khai thác bằng cách thông qua cái du lịch sinh thái. Theo quy định thì cái du lịch sinh thái thì các cái vườn quốc gia khu bảo tồn phải xây dựng cái phương án quản lý rừng bền vững. Thì đến nay lấy vườn quốc gia Cát Tiên cũng như khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai là đã được phê duyệt cái phương án quản lý rừng bền vững. Song song với cái đó thì hai đơn vị này cũng xây dựng cái đề án phát triển du lịch. Thì trong khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai thì phát triển du lịch chủ yếu là phát triển về du lịch thiên nhiên, về cảnh quan thiên nhiên, về cảnh quan rừng, cảnh quan hồ, cảnh quan các cái tuyến điểm du lịch. Thì trong cái chương trình phát triển du lịch của mình thì các cái điểm mà mình kêu gọi đầu tư như là hồ Trị An của mình ấy, là trong chính phủ mình quy hoạch là điểm du lịch cấp quốc gia. Hồ Trị An nó nằm bên cạnh của khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và vườn quốc gia Cát Tiên. Thì đây là một trong cái điều kiện rất thuận lợi cho mình phát triển du lịch trong khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Nhiều ý kiến cho rằng vùng đất ngập nước Bầu Xấu mới làm tốt công tác giữ gìn cảnh quan tự nhiên và đa dạng sinh học mà chưa phát huy hiệu quả về kinh tế xã hội. Bầu Xấu là điểm du lịch sinh thái độc đáo của tỉnh nhưng hạ tầng và dịch vụ phục vụ du lịch còn nghèo nàn. Các vùng đất ngập nước không chỉ có giá trị về mặt cảnh quan, đa dạng sinh học mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, khu vực này còn có giá trị lớn về mặt khoa học và du lịch nếu bảo tồn và khai thác khôn khéo các giá trị. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ Vườn Quốc gia Cát Tiên hoàn thiện hồ sơ danh lục xanh trình tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN công nhận. Đạt danh hiệu này, Bầu Xấu và Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ có lợi thế trong kêu gọi tài trợ từ các tổ chức quốc tế cho bảo vệ đa dạng sinh học, hợp tác quốc tế và khai thác du lịch sinh thái.